Hi, I'm Lê Tuấn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bài học ngày hôm nay. Trong hai bài học trước, mình đã trình bày với các bạn về chủ đề thời gian. Thì trong bài học này, mình sẽ tiếp tục với chủ đề thời gian, nhưng mình sẽ bàn về giới từ đi với thời gian. Prepositions used with time. Ba giới từ mình muốn giới thiệu các bạn trong bài học ngày hôm nay đó là từ at, từ in và giới từ on. Chúng ta cùng đi sâu vào vấn đề. Đối với lại giới từ at, thứ nhất, ta dùng giới từ at để chỉ những cái thời điểm cụ thể trên đồng hồ, để chỉ giờ đó các bạn. Ta có ví dụ, we usually have dinner at 7 o'clock. Thì lúc này, at 7 o'clock là để chỉ 7 giờ đúng. Chúng tôi thường ăn tối vào lúc 7 giờ đúng. Trường hợp thứ hai, ta dùng at để chỉ những thời điểm cụ thể trong ngày. Những thời điểm đó là như thế nào? Chúng ta có ví dụ, the train left at midday. Cái đoàn tàu đã rời đi vào giữa trưa. Thì cái thời điểm giữa trưa là cái thời điểm cụ thể trong ngày. Ta dùng at. Ta có cái thời điểm cụ thể trong ngày nữa là midnight, tức nghĩa là khuya, giữa đêm đó các bạn. Thì mình dùng at. Trường hợp thứ ba, mình dùng at với những cái thời điểm cụ thể trong tuần. Ta có ví dụ, I'm going to see you at the weekend. Tôi sẽ gặp bạn vào cuối tuần này. Thì cuối tuần là cái thời điểm cụ thể trong tuần. Mình dùng at. Trường hợp thứ tư, ta dùng at để chỉ về những cái dịp lễ chúc mừng đặc biệt. Ta có ví dụ, at the New Year, we travel home to be with our family. Vào dịp lễ năm mới, chúng tôi về nhà cùng với gia đình. At the New Year là nó chỉ cái dịp lễ đặc biệt, đó là lễ năm mới. Ta dùng at. Nhưng ở đây mình có một cái chú ý cho các bạn. Cũng là ngày lễ kỷ niệm, nhưng mà ngày lễ sinh nhật thì mình không dùng at mà mình phải dùng on. Các bạn lưu ý. Tiếp theo, đối với lại giới từ on. Trường hợp thứ nhất, on dùng để chỉ về ngày, dates. Ta có ví dụ, this video will be uploaded on 14th June. Cái video này sẽ được tải lên vào ngày 14 tháng 6. Thì lúc này chỉ về ngày 14 tháng 6 mình dùng on. Trường hợp thứ hai, ta dùng on để chỉ một ngày trong tuần. Ngày đó là cái thứ ngày đó các bạn. Ví dụ như thứ hai, thứ ba chẳng hạn, thì mình dùng on. Ta có ví dụ, we went shopping on Monday last week. Chúng tôi đã đi mua sắm vào thứ hai tuần trước. Thì vào ngày thứ hai, ta dùng on Monday để chỉ một cái thứ ngày nào đó trong tuần. Trường hợp thứ ba, ta dùng on để chỉ nhiều ngày trong tuần. Các bạn lưu ý là nhiều ngày trong tuần. Cái việc này để nói là một cái việc gì đó nó lặp đi lặp lại nhiều ngày thì mình dùng on. Ta có ví dụ, the shop is usually closed on Sundays. Cái cửa hàng này thường xuyên đóng cửa vào những cái ngày chủ nhật. Thì những cái ngày chủ nhật, nhiều ngày chủ nhật, cứ vào chủ nhật thì cái cửa hàng này đóng cửa. Mình dùng on Sundays. Ta có chú ý, trong trường hợp không đòi hỏi sự trang trọng thì ta có thể bỏ bớt giới từ on này đi. Ta nói ngắn gọn là the shop is usually closed Sundays. Trường hợp cuối cùng, ta dùng on để chỉ những cái ngày đặc biệt. Chúng ta lưu ý là những ngày đặc biệt. Ta có ví dụ, I normally go to the cinema on my birthday. Thì cái ngày đặc biệt đó là gì? Là ngày sinh nhật của tôi. Mình dùng on như lúc đầu mình đã nói rồi. Tôi thường đi xem phim vào sinh nhật của tôi. Đối với lại giới từ in. Trường hợp thứ nhất, mình dùng in để chỉ những cái buổi trong ngày. Ta có ví dụ, I'll come to see you for a cup of tea in the evening, okay? Tôi sẽ đến gặp bạn và làm một cốc trà vào buổi tối chứ. Tức nghĩa là ở đây là một cái lời gợi ý. Mình sẽ tới chơi nhà bạn và mình dùng trà với bạn mình vào buổi tối. Thì ở đây mình chỉ về cái buổi trong ngày là buổi tối. Mình dùng in. In the evening. Trường hợp thứ hai, mình dùng in để chỉ về các tháng. Các tháng, months. Ta có ví dụ, she's going on a business trip to Dallas in July. Cô ấy sẽ có chuyến đi công tác đến Đà Lạt vào tháng 7 này. Thì vào tháng 7
chỉ tháng mình dùng in July. Trường hợp thứ ba, mình dùng in để chỉ các năm, years. Ta có ví dụ, the castle was built in 1878. Cái tòa lâu đài này được xây dựng vào năm 1878. Thì cái việc chỉ vào cái năm 1878 mình dùng in. Trường hợp thứ tư, mình dùng in để chỉ về những cái mùa trong năm, ví dụ như mùa hè, mùa thu, mùa đông, v.v. Ta có ví dụ, the forest is beautiful in the spring when all flowers come out. Cái khu rừng trở nên xinh tươi đẹp đẽ vào mùa xuân khi tất cả các loài hoa đều nở rộ. Thì mình chỉ về mùa, mình dùng in the spring. Trường hợp tiếp theo, mình dùng in để chỉ những cái khoảng thời gian dài, thường thường là dài hơn một năm. Ta có ví dụ, the house was built in the 19th century. Cái ngôi nhà này được xây dựng vào thế kỷ thứ 19. Thì thế kỷ thứ 19 là một khoảng thời gian rất là dài rồi. Thì mình dùng in để chỉ cho cái khoảng thời gian đó. Ở trên thì mình đã trình bày cho các bạn những cái cách cơ bản để sử dụng các giới từ này đối với lại thời gian. Thì tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần nâng cao để các bạn hiểu rõ hơn về các giới từ này. Thứ nhất, mình đi sâu vào cặp giới từ at và giới từ on. At để chỉ những ngày lễ, những ngày nghỉ lễ phổ biến hoặc những ngày cuối tuần. Các bạn lưu ý, ta có ví dụ, I never go away at the New Year. I want to be with my family. Tôi chẳng bao giờ đi đâu chơi xa hết vào những ngày nghỉ lễ năm mới. Tôi muốn ở cùng với gia đình. Thì lúc này mình chỉ về những cái ngày nghỉ lễ phổ biến, ví dụ như ngày nghỉ lễ Tết chẳng hạn, mình dùng at the New Year. Còn đối với on để chỉ về một ngày, các bạn lưu ý là một ngày đặc biệt cụ thể nào đó, hoặc là một cái ngày cuối tuần. Ta có ví dụ, we get together on New Year's Day. Chúng tôi quay quần bên nhau vào cái ngày năm mới. Thì một ngày năm mới đó, cái ngày nghỉ lễ năm mới đó, thì mình dùng on. Thì cái ngày đó là ngày đặc biệt cụ thể đó. Ta có ví dụ tiếp theo đối với lại giới từ at. I'm going to cinema at the weekend. Tôi sẽ đi xem phim vào cuối tuần và những ngày cuối tuần đó các bạn. At the weekend là những ngày cuối tuần. Bởi vì cuối tuần nó thường là thứ bảy và chủ nhật là hai ngày trở lên. Thì mình dùng at the weekend. Các bạn lưu ý, đối với tiếng Anh của người Mỹ thường dùng on the weekend để chỉ những ngày cuối tuần, chứ người ta không dùng at the weekend. Còn đối với giới từ on, ta có ví dụ, the shop is always closed on the last weekend every month. Cái cửa hàng này luôn đóng cửa cái ngày cuối cùng, cuối tuần của mỗi tháng. Thì mình chỉ định rõ là một ngày cuối tuần thì mình dùng on. Còn phía bên at, các bạn lưu ý là dịp cuối tuần thì nó gồm nhiều ngày cuối tuần, mình dùng at. Còn khi mình chỉ định một ngày cuối tuần cụ thể nào đó, mình dùng on. Thì ở ví dụ này, on the last weekend every month. Ở đây các bạn hết sức chú ý là cũng là đề cập tới cuối tuần. Nhưng một bên mình đề cập tới là at the weekend, tức nghĩa là mình nói nhiều ngày cuối tuần. Còn on, mình dùng đề cập là một ngày cuối tuần. Các bạn lưu ý. Đối với lại cặp giới từ in và on. In để chỉ các buổi trong ngày, ví dụ như buổi sáng, morning, afternoon, evening, hoặc là night. Ta có ví dụ, I always drink a cup of coffee in the morning. Tôi luôn dùng một cốc cà phê vào buổi sáng. Thì mình chỉ về cái buổi sáng đó, mình dùng in the morning. Còn mình dùng on để chỉ một cái buổi đặc biệt cụ thể nào đó trong ngày, hoặc miêu tả một cái buổi nào đó như thế nào đó. Ta có ví dụ, they left on the evening of the 9th of October. Họ đã rời đi vào một cái buổi tối ngày 9 tháng 10. Thì ở đây mình đề cập tới một cái buổi tối đó là buổi tối cụ thể nào đó, buổi tối đó ở ngày 9 tháng 10 thì mình dùng on. Khi dùng in là mình đề cập tới một cái buổi nói chung chung,
Còn on là mình đề cập tới một cái buổi cụ thể. Ví dụ như trong ví dụ này là mình đề cập rất cụ thể là cái buổi tối đó vào ngày 9 tháng 10. Ta có ví dụ tiếp theo đối với lại giới từ in. I usually watch TV in the evening. Tôi thường xem TV vào buổi tối. Thì nó chỉ cái buổi tối nói chung chung thì mình dùng in the evening. Ta có ví dụ tiếp theo đối với lại giới từ on. We went home on the beautiful spring morning. Chúng tôi đã về nhà vào một buổi sáng mùa xuân tuyệt vời, đẹp. Thì ở đây có ý miêu tả về một cái buổi nào đó, như thế nào đó. Ở đây mình miêu tả là một buổi sáng mùa xuân rất đẹp. Thì ở đây mình dùng giới từ on, chứ mình không dùng in. Cặp giới từ at và in. Ta có cụm từ in the night. Cụm từ này thường dùng để chỉ một buổi tối cụ thể nào đó. Ta có ví dụ, I rode home on my motorbike in the night. Tôi đã cưỡi xe về nhà trên chiếc xe mô tô của tôi vào cái buổi tối hôm đó. Thì vào buổi tối hôm đó là một cái buổi tối cụ thể, mình dùng in the night. Còn đối với lại từ cụm từ at night là mình dùng để chỉ bất kỳ một buổi tối nào đó, nói chung chung. Ta có ví dụ, it's not safe to ride on motorbike at night. Không có an toàn khi mà bạn lái xe mô tô vào ban đêm. Thì đây nó chỉ nói chung chung là ban đêm, nó không nói cụ thể là đêm nào hết. Đây nó giống như một lời khuyên là không nên lái xe vào ban đêm, nó không được an toàn. Thì mình dùng at night để chỉ bất kỳ một cái đêm nào đó, nói chung chung. Tiếp theo ta có cụm từ at the end và cụm từ in the end. Đối với lại cụm từ at the end là mình dùng để nói về một cái thời điểm mà ngay lúc đó có một sự việc nó sẽ kết thúc. Nó thường đi kèm với từ off. Ta có ví dụ, at the end of the meeting, everyone went out. Ngay khi kết thúc cuộc họp thì mọi người giải tán, mọi người đi ra ngoài, mọi người đi về. Thì cái thời điểm ngay khi kết thúc cuộc họp, at the end, để chỉ cái thời điểm mà cuộc họp đã kết thúc, đúng thời điểm đó. Còn đối với lại cụm từ in the end là chúng ta dùng để nói về một cái việc gì đó diễn ra sau một thời gian dài. Sau một thời gian dài thì cái việc đó sẽ xảy ra. Hoặc là sau một chuỗi các hoạt động khác thì một việc gì đó sẽ xảy ra. Mình dùng in the end. Ta có ví dụ, I worked hard all my life. In the end, I'm very rich. Tôi đã làm việc vất vả, tôi đã làm việc chăm chỉ suốt cả đời của tôi. Và cuối cùng, in the end, tôi đã rất là giàu. Thì ở đây là nó chỉ là sau một cái khoảng thời gian dài là cả cuộc đời của tôi. Và sau một chuỗi các sự kiện đó là tôi đã làm việc rất miệt mài sau một thời gian dài. Cuối cùng là sao? Cuối cùng là tôi rất là giàu. Thì cái việc tôi đã trở nên giàu đó nó sẽ xảy ra sau cái khoảng thời gian dài đó. Mình dùng in the end. Thì cái từ in the end đó nó mang cái ý nghĩa là kết quả là, cuối cùng là. Đối với lại cụm từ at the beginning và in the beginning. Đối với lại cụm từ at the beginning dùng để chỉ về một thời điểm mà ngay lúc đó có một cái sự việc nào đó bắt đầu. Đối với lại cụm từ này nó thường đi kèm với lại từ off. Ta có ví dụ, I have a cup of coffee at the beginning of the new day. Tôi thường bắt đầu một ngày mới bằng một cốc cà phê. Hoặc là tôi thường dùng một cốc cà phê để bắt đầu một ngày mới. Thì lúc này thời điểm bắt đầu ngày mới là mình làm cái việc đó. Ngay thời điểm bắt đầu đó mình dùng at the beginning of. Còn đối với lại cụm từ in the beginning để chúng ta nói về cái trường hợp mà so sánh cái sự tương phản giữa hai tình huống trong một cái thời điểm nào đó. Chúng ta có ví dụ, in the beginning everyone was excited but after nobody was happy. Lúc ban đầu thì mọi người rất là háo hức, nhưng mà sau đó không có ai còn cảm thấy vui vẻ nữa. Thì ở đây nó đem lại cái sự so sánh tương phản là lúc đầu mọi người vui háo hức, nhưng sau đó ngồi mọi người lại không vui nữa. Mình dùng từ in the beginning, nó mang ý nghĩa là lúc mới đầu, ban đầu.
Trong một số trường hợp khác mình sẽ đề cập tới các bạn lưu ý. Thứ nhất, ta sử dụng in để nói mất bao nhiêu thời gian để làm một cái việc gì đó. Ta có ví dụ, I can do this work in about 1 minute. Tôi có thể làm công việc đó trong vòng 1 phút thôi. Thì ở đây mình dùng in để chỉ mất bao lâu thời gian. Thứ hai, ta dùng cấu trúc in time để nói về một khoảng thời gian nào đó trong tương lai mà khi đó một việc nào đó xảy ra. Thì ở đây mình cấu trúc này mình đã đề cập ở bài học trước rồi. Bây giờ mình sẽ nhắc lại. Ta có ví dụ, I'm going home in 3 weeks time. 3 tuần nữa tôi sẽ về nhà. Thì nó mô tả là khoảng thời gian 3 tuần nữa trong tương lai tôi sẽ về nhà. Mình dùng cấu trúc này. Các bạn xem lại bài học trước mà các bạn sẽ thấy cấu trúc này mình có đề cập tới rồi. Thứ ba, một số cách diễn đạt thời gian mà chúng ta không cần phải sử dụng 3 cái giới từ at, on và in. Đó là một số trường hợp nào? Đó là khi có các từ như là each, every, next, last, some, this, that, one, any và all đứng trước những cái từ chỉ thời gian thì ta không sử dụng at, on hay là in ở đây. Ta có ví dụ, I play tennis every Saturday. Tôi chơi tennis vào mỗi ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy nào tôi cũng chơi hết. Thì mình dùng every. Khi mà sử dụng từ every Saturday thì ta không cần phải sử dụng bất kỳ một giới từ at, on hay in gì ở đây hết. Vậy ta có ví dụ, I'm going to see her next Tuesday at 3 o'clock. Tôi sẽ gặp cô ta vào ngày thứ ba tuần tới vào lúc 3 giờ đúng. Thì thứ ba tuần tới là next Tuesday. Ở đây mình dùng next rồi, mình không dùng các giới từ at hay là in hay là on gì ở đây hết. Ví dụ tiếp theo, I was in Đà Lạt last month. Tôi đã ở Đà Lạt vào tháng trước. Thì ở đây nó đã có từ last rồi, mình không sử dụng giới từ nào khác hết. Tiếp theo mình sẽ đề cập những cái lỗi mà các bạn thường hay gặp. Thứ nhất, chỉ sử dụng on chứ không sử dụng at để nói về một ngày cụ thể nào đó. Ta có ví dụ, Tom and John were born on the same day. Tom và John được sinh ra vào cùng một ngày. Cùng một ngày là on the same day. Ở đây ta dùng on chứ ta không sử dụng là at. Ta sử dụng at chứ không sử dụng in để nói về weekends, cuối tuần đó các bạn. Ta có ví dụ, I'm going shopping at the weekend. Tôi sẽ đi mua sắm vào cuối tuần, vào những ngày cuối tuần đó, mình dùng at. Thứ ba là ta không sử dụng at để chỉ về ngày, dates. Ta có ví dụ, they left on 16th June là mình dùng on để chỉ về ngày cụ thể, để chỉ về thứ ngày, chứ ta không sử dụng at. Tiếp theo mình sử dụng in chứ không được sử dụng on đối với tháng. Ta có ví dụ, we are going to Hanoi in September. Chúng tôi sẽ đi ra Hà Nội vào tháng 9 này, in September. Thì ở đây mình dùng in để nói về tháng chứ ta không dùng on. Ok, bài học tới đây là kết thúc. Mình hy vọng thông qua bài học này các bạn sẽ sử dụng một cách thành thạo những giới từ at, on, in để chỉ về thời gian. Nếu như các bạn thấy những bài học của mình hữu ích, hay thì các bạn hãy bấm like và nhấn nút subscribe để ủng hộ kênh của mình, không bỏ qua bất kỳ bài học nào của mình. Ok, see you again soon. Bye bye.